Rồi xin chào anh em nhé. Hôm nay thanh lý cho anh em một lô pin của Ryobi. Pin này 1.5 này, để cho anh em là giá là chỉ có 300 ngàn một cục thôi, tương đương anh em mua một cục này là giá rất là rẻ luôn. 300 ngàn cho một cục 1.5. Và pin em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh em 1 tháng để anh em test sử dụng. Bảo hành nghiêm chỉnh 1 tháng. Pin 1.5 300. Rồi pin 2.0. Pin này là dòng 2.0 này. Đó, thì để cho anh em giá chỉ có 400 ngàn thôi, một cục 2.0 như thế này. 400 ngàn. Đó. Còn khá là nhiều, 2.0 400 ngàn một cục. 1.5. Đó, để cho anh em giá chỉ có 300 ngàn. Có dòng cho anh em nữa là dòng 2.0 có đèn. Đó, 2.0 có đèn luôn. Thì đối với dòng 2.0 có đèn báo này thì để cho anh em giá 450 ngàn thôi. Một cục 2A đời mới nhá. Cái này là dòng đời mới, pin mới. Và có dòng cho anh em nữa là dòng 4A. Có dòng 4A cho anh em nữa. Đó. Đây là lô 2 chấm và 1.5. Còn có pin 4 chấm cho anh em nữa. Thì em sẽ quay cho anh em pin 4 chấm. Rồi, đây là pin 4 chấm nha anh em. Pin 4 chấm đời mới. Thì pin 4 chấm này thì để cho anh em là 900 ngàn một cục nhé. 900 ngàn một cục 4A. Hàng đời mới. Và có dư một số cục pin dòng Ringgit với lại dòng AG Ringgit á. Đời mới nhé. Có bao pin 4A này. Và 6A này. Đó, pin 4A và pin 6A của Ringgit AG đời mới. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua pin Ringgit và AG thì cũng có một số cục sẵn cho anh em đây. Không có nhiều nha anh em, chủ yếu pin Ryobi nhiều. Đó, 2.0 của Ryobi, 450 đối với dòng có báo pin và 300 đối với dòng 1.5 và 400 đối với dòng không có báo pin và bảo hành cho anh em đầy đủ nha. Đây là pin dòng Ringgit này, 4A này. Đó, thì anh em quan tâm thì có thể tham khảo nhé. Đối với dòng Ringgit 4A và 6A thì 4A hiện tại là 1 triệu mốt một cục và 6A thì em để cho anh em có một cục duy nhất thôi. Thì để cho anh em cục 6A này giá là 1 triệu tư thôi. 1 triệu tư 4A và 6A thì 4A là 1 triệu mốt, 6A là 1 triệu tư và bảo hành cho anh em 1 tháng để anh em test thoải mái nhé. Nếu gặp lỗi hay vấn đề gì thì em sẽ bảo hành đổi mới cho anh em. Hoặc là kiểm tra cho anh em kỹ đó, thì anh em có thể tham khảo pin dòng này em bảo hành hết cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em xem video nhé. Anh em có thể tham khảo, cần thì có thể liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề.